ai dám động vào anh Phong của tôi. Nghe được câu nói này, tất cả những người có mặt ở đây đều hết sức kinh hãi. Sau đó một đám người mặc vest đi giày da, tay cầm ống thép đi đến. Họ vây quanh mấy chục chiếc xe sang trọng này rồi lao tới hiện trường. Nhìn dáng vẻ của họ có thể thấy ngồi trong chiếc xe đó là người không tầm thường. Khi người của họ càng ngày càng đến gần mới phát hiện sức mạnh của họ thâm sâu khó lường. Chỉnh đốn mấy tên côn đồ đường phố ngang ngược thế là quá đủ. Ngay lúc này, người đàn ông đeo kính hùng hổ từ trên xe bước xuống. Những người này lập tức đi theo sau người đeo kính. Tất cả bọn họ đều bao vây kẻ đang bắt nạt chàng trai trẻ. Sau đó anh ta cúi người hướng xuống chàng trai trẻ nói: "Đông Huy, hổ tử. Tham kiến, Phong ca. Tham kiến Phong ca. Tham kiến Phong ca. Tham kiến Phong ca." Sau đó bọn họ còn nghịch xe máy cùng với tiếng còi ô tô làm cho không khí ở hiện trường đẩy lên cao. Giống như để chúc mừng chàng trai hôm nay vừa mới được thả tự do. Những âm thanh đinh tai nhức óc này, những kẻ bắt nạt chàng trai trẻ nghe như đang khiêu khích họ. Mờ thanh kim lại va đập làm cho họ cảm thấy cực kỳ chói tai. Hai bên cho dù là khí thế và số lượng người đều có chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy các anh em đều đến rồi, chàng trai trẻ cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm. Không ngờ được chàng trai tóc đỏ không biết sống chết, vẫn chưa nhận ra sự tình trước mắt, anh ta lại có thể kêu gào, yêu cầu đối phương tắt hết âm thanh đi. Sau đó anh ta la mắng mọi người chỉ là một đám lưu manh vô lại, rồi giận dữ với chàng trai đeo kính: "Mày biết lão tử là ai không?" Hắn không ngờ chàng trai đeo kính chỉ cười, sau đó thản nhiên nói, chính bản thân anh ta cũng có hứng thú tìm hiểu đối phương một chút, nhưng hôm nay một chút hứng thú cũng không có. Ngay sau đó liền đá hắn ta một cước làm cho hắn quỳ trên mặt đất, một tay kéo tóc tên tóc đỏ: "Động đến đại ca của ta, cho dù mày là thiên vương lão tử, tao cũng sẽ lột da mày ra." Tên tóc đỏ đến tận giờ phút này mới đem thân phận phú nhị đại của bản thân nói ra, thậm chí còn buông những lời tàn nhẫn, dám động đến anh ta bọn họ chính là tìm đến cái chết. Nhưng không ngờ rằng, chàng trai đeo kính căn bản không thèm để tên phú nhị đại vào trong mắt, ra lệnh cho người của anh ta bắt tất cả bọn chúng lại. Chàng trai trẻ thấy mọi chuyện đã được lắng xuống vội vàng sắp xếp thuộc hạ đưa vợ và con mình đến bệnh viện. Tên tóc đỏ nhìn thấy cô gái đem đứa trẻ đã rời đi, cảm thấy uy tín của bản thân bị khiêu khích, hắn ta ngay lập tức xông đến đe dọa người đàn ông đeo kính, tin hay không anh ta gọi một cuộc điện thoại, mấy người sẽ tan thành tro bụi. Người đàn ông đeo kính đi về phía chàng trai trẻ: "Phong ca, 5 năm trước anh đã nhắc nhở em và hổ tử phải tuân thủ pháp luật, không được hống hách lộng hành. 5 năm qua em và hổ tử dẫn theo các anh em luôn tuân thủ theo lời dạy của anh, không dám tùy tiện vượt qua quy định dù chỉ là một bước. Nhưng hôm nay người em này phải phá lệ rồi." Tên tóc đỏ lúc này mới ý thức được họ đang đến là thật. Người đàn ông đeo kính cũng nói bắt nạt chàng trai trẻ anh ta không thể chịu đựng được nữa. Sau đó gọi thuộc hạ của anh ta đến, hỏi họ vừa rồi đã đối xử với chàng trai trẻ thế nào. Anh ta vừa nghe lập tức tiến lên cho tên tóc đỏ một bạt tai. Thật bất ngờ, tên tóc đỏ sắp chết đến nơi rồi vẫn dám dõng dạc nói: "Tao nói cho mày biết, mày tốt nhất nên dừng tay, nếu không tao chơi mày còn tệ hơn chơi một tên tù nhân. Anh là đồ khốn nạn vô văn hóa, trước khi động tay động chân cũng nên nghe đã. Nhìn xem Trương gia ở Vân Thành có địa vị gì, không phải lũ rác rưởi các người có thể đắc tội. Chết tiệt, mẹ cô không dạy qua cô à? Người khác nói chuyện không nên xen mõm vào sao? Chết tiệt, mày dám đánh người phụ nữ của tao? Được, mày muốn tìm đến rắc rối, mày tìm đến rắc rối rồi. Tao hiện tại đang rất tức giận. Anh bạn trẻ, đừng giận dữ thế. Anh vì chuyện này mà tức giận, đợi nát nữa, anh sẽ còn bị nổ tung. Ha ha ha. Bắt hắn lại. Mày muốn làm gì? Chúng mày muốn làm gì? Đau, đau à à à. Vừa hay, còn chưa chín đâu. Nướng thịt nên cho nhiều gia vị một chút. Đầu tiên cho một ít bột thì là. Sau đó cho một ít ớt cay. Thêm muối. Thằng nhóc to gan này dám chọc đến Phong ca, nhưng mày nhìn xem, trông mày gầy như khỉ vậy. Thêm dầu đi. Ừ, không tệ, có đạo lý.
tao cảnh cáo mày lần cuối, mày tốt nhất nên dừng tay lại. Nhà họ Trương chúng tao không dễ để bọn khốn chúng mày có thể dễ dàng chọc vào. Tất cả chúng mày sẽ chết. Nướng con lợn này cho tôi. Được rồi. Dạy bảo thế đủ rồi. Cần giữ quy củ. Phong ca, nếu không phải anh lên tiếng, thằng nhóc này hôm nay nhất định sẽ chết ở đây. Em đưa anh đến bệnh viện trước. Chết tiệt, tất cả đứng lại. Sao thế, tiểu thiếu gia? Còn chơi chưa đủ. Mày giả vờ cái gì? Có can đảm đến giết tao đi, đến đi. Tiểu tử, lão đại của tao cho mày cơ hội sống. Mày tốt nhất nên trân trọng nó. Nếu không thì làm sao? Kẻ tù tội. Hai người anh em tốt của ngươi điện rồi, ngươi cũng không mù đâu nhỉ. Tôi nói cho anh biết. Bây giờ hãy để hai người anh em của ngươi quỳ trước mặt ta. Ngươi cũng quỳ xuống. Sau đó gọi ta là ông nội. Anh đánh tôi. Người anh em của tôi nướng anh. Không phải công bằng rồi à? Công bằng cái gì? Nhanh lên. Nếu không thì sao? Nếu như mày không làm theo, tao sẽ ngay lập tức đập nát cửa hàng của mày. Sau đó giết chết mày và ông già đó. Còn có vợ của mày. Đợi tao chơi cô ta xong, tao đem nó đến hộp đêm bán. Làm thật là tuyệt. Đây gọi là tuyệt sao? Mày còn có một đứa con gái. Tuổi hãy còn nhỏ một chút nhưng là một bé gái xinh đẹp. Đợi nó lớn rồi, tao chơi chết nó. Hổ tử, ây. Nguyên tắc đầu tiên của Đông Giao. Kẻ lừa đảo phải làm sao? Dùng bạo lực chế bạo lực. Ăn miếng trả miếng. Động tay đi. Kẻ tù tội, a mày không cần quản tao. Mày đừng quên. Con gái mày, vợ của mày và còn lão già đó. Yên tâm, những người này mày quản không nổi đâu. Bởi vì sau này mày không thể nào gặp được họ rồi. Mày thích chơi đúng không? Thế thì tao sẽ vui vẻ chơi cùng mày. Chơi một cách điên rồ chút. Mày muốn chết. Kéo nó lên. Tiểu tử, mày có nhận ra không? Anh muốn làm gì? Tao giúp mày thắp đèn trời. Đừng làm bậy, đừng có làm bậy. A. Tiểu tử, hổ ra ta. Tiễn mày lên đường. Ba ba. Đồ khốn kiếp. Mặt mũi Trương gia nhà chúng ta đều bị mày làm mất hết rồi. Thằng khốn kiếp làm Trương gia ta mất mặt nên bị đánh. Nhưng mà cũng không phải lũ rác rưởi các người có thể dạy dỗ nó. Các người tìm đến cái chết. Vừa rồi bọn họ đánh ngươi như thế nào? Ta để ngươi đánh lại như vậy. Ba. Đi. Có ba ở đây. Ta xem các người ai dám động. Tất cả đứng hết lên cho ta. Tôi còn tưởng ông già này đến để nói công lý. Thật không ngờ đến để bảo vệ con của mình. Tên khốn này. Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không? Vị này là chủ của Trương gia, chó hoang Trương Vân. Mở to mắt chó của mày nhìn cho rõ. Vậy mày có biết chúng tao là ai không? Mày có biết con trai của mày làm cái gì rồi không? Ha ha ha.
chúng mày là ai? Lão tử đây không cần biết. Con trai tao đã làm gì ha 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 quan trọng sao? Kể cả nó giết người hay phóng hỏa đều là con trai của Trương Vân gia. Không cần lũ rác rưởi các ngươi dạy dỗ. Các ngươi không có tư cách. Ba, chúng con cũng không có làm gì cả. Chính là cái người kia đã vượt qua xe của con. Tiểu huynh đệ của con rất tức giận đã làm con gái anh ta vấp ngã bị thương nặng. Chết tiệt. Mau quỳ xuống xin lỗi cho tao. Vốn dĩ tôi không muốn làm lớn chuyện, động vào tôi thì thôi đi. Nhưng mà các người động đến con gái tôi tuyệt đối không thể nhịn được nữa. Phong ca năm đó đã quay lại rồi, có chuyện hay để xem rồi đây. Người chết hôm nay không phải là chúng tôi mà là các người. Ha ha ha. Tên nhỏ khốn kiếp mày là đang đùa với lão tử đó à? Ở cái đất Vân Thành này, tao đến cùng muốn xem ai dám động vào người Trương gia chúng tao. Chính là như thế, tên khốn kiếp. Mày trước mặt tao giả vờ giả vịt cũng thôi đi, giả vờ trước mặt ba tao. Tao nói cho mày biết, chỉ cần bố tao động thủ, Vân Thành này đều sẽ run sợ. Vậy thì tao lại càng muốn biết. Đông Huy hổ tử. Đó. Hôm nay tại đây cho dù có bao nhiêu người đi nữa, có một người tính một người, chặt hết toàn bộ tay chúng cho ta, ngươi dám? Ông nhìn tôi dám hay không dám? Bắt đầu đi, bắt đầu. Làm phản rồi, làm phản rồi. Bắt đầu. Con mẹ các người đều phản rồi à? Để tao xem ai dám động vào tao. Này. Alo. Xin chào, cậu là bố của Lâm Tiểu Nhu, Lâm Phong phải không? Tôi gọi từ bệnh viện thành phố. Cô nói đi, thật không biết các cậu làm bố kiểu gì nữa. Con xảy ra chuyện nên đưa đến bệnh viện luôn chứ. Các cậu để lâu đứa nhỏ đang xuất huyết vô cùng nghiêm trọng, cần máu gấp. Cậu mau chóng đến bệnh viện một chuyến, nhanh lên. Được, tôi đến ngay. Phong ca sao rồi? Tiểu Nhu cần máu gấp, tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Phong ca thành phố nhiều người, anh để anh em mở đường cho anh. Tất cả tập hợp. Ha ha, sao thế? Có người gọi điện cho cậu. Cậu liền không dám động vào Trương gia hả? Sợ rồi phải không? Ha 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 ha. Này, giả vờ đi. Tiếp tục giả vờ đi. Tôi đã sớm nói rồi. Cậu giả vờ không được đâu, cậu yên tâm. Đợi tôi xử lý xong chuyện. Tôi sẽ lấy tay của các người. Cậu dọa ai hả? Có cần chúng tôi ở đây đợi cậu luôn không? Yên tâm, đến lúc đó không cần cậu tìm tôi. Tôi sẽ tự nhiên tìm cậu. Đừng sợ quá là được. Tiểu Nhu sao rồi? Cây sao chổi nhà cậu. Cậu nên chết luôn trong tù đi, cậu còn quay lại làm cái gì? Quay lại liền hại Tiểu Nhu xảy ra chuyện. Ô Nhu, thật xin lỗi, anh. Đừng có xin lỗi em. Em từ trước tới nay chưa từng trách anh. Nhưng mình em chịu đựng là đủ rồi. Sao còn liên lụy đến cả con cơ chứ? Tại sao? Tại sao hả? Ôn Nhu, cha của đứa nhỏ đến chưa vậy? Bây giờ đứa trẻ cần máu gấp. Là tôi, nhanh theo tôi đi lấy máu. Đừng ngay ra đó nữa. Nhanh, bên này. Người nhà ở ngoài, hai người không cần lo lắng. Bây giờ tình hình của đứa nhỏ khá nguy cấp. Nhưng có lượng lớn máy thích hợp rồi thì vấn đề không còn lớn nữa. Cần lấy máu thì cứ tìm tôi. Chỉ cần cứu được con gái tôi lấy hết của tôi cũng không sao.
Alo ba Hà. Cái gì? Ô Nhu sao vậy? Ô Nhu à? Trong nhà bị phóng hỏa rồi. Ba, ba bây giờ cũng đang bị kẹt ở bên trong. Cái gì? Báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Nhưng mà xe cứu hỏa bị người ta ác ý chặn lại không thể qua đó. Nhất định là do hai cha con họ Trương kia. Em ở đây với Tiểu Nhu, anh sẽ quay lại ngay. Đông Huy, tiếp tục mở đường cho đội xe, tôi sẽ xuống ngay. Mau mau. Nước nước, nước nước. Từ từ thôi, từ từ thôi. Lão gia không sao chứ? Không sao, từ từ thôi, không sao rồi, không sao rồi. Phong ca. Đã kiểm tra cho lão gia rồi, thân thể không có gì nghiêm trọng, nhưng mà đám cháy này rất lạ. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, sao xe cứu hỏa vẫn bị kẹt trên đường cơ chứ? Nhất định chuyện này có người giật dây. Lâm Phong à, ba đang làm cái gì thế ba? Tôi cần xin cậu đừng xuất hiện bên cạnh chúng tôi nữa. Chúng tôi là lão bách tính bình thường, chúng tôi chỉ muốn an ổn mà sống thôi. Chúng tôi chịu đựng không nổi. Lão gia, cái này không thể trách Phong ca. Ông xem, chuyện này nhất định là có liên quan đến nhóm người tối nay. Tôi biết là do bọn họ làm. Nhưng Lâm Phong à, cậu không đắc tội người ta, người ta sao lại muốn đắc tội với cậu hả? Lão gia, ông không nên nói những lời này. Lẽ nào không phải sao? Rùi nhặng không cắn trứng lành. Cậu xem sao họ không gây gổ với người khác, mà cứ nhằm vào các ngươi chứ? Ba à, đừng gọi tôi là ba. Tôi không có tư cách làm ba của cậu. Tôi cầu xin cậu buông tha cho một nhà chúng tôi đi. Cứ coi như cậu tích đức hướng thiện đi được không? Nếu không coi như cậu nể mặt Tiểu Nhu đi. Ba à, con xin lỗi. Là con. Ba à. Lão già à. Hồ tử không phải cậu bảo là không sao sao? Phong ca, lão gia thật sự không có chuyện gì, có thể là do kinh hãi quá độ thôi. Nói ít lời thừa lại, mau chóng đưa đi bệnh viện. Ha 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 ha. Lại thêm một thứ hay ho đây. Càng ngày càng hay ho rồi. Đợi trời sáng điều kích thích mới thật sự bắt đầu. Phải không Lâm Phong? Động vào thiếu gia đây thì cứ coi như mày xui xẻo. Con gái cậu cấp cứu vào tối hôm qua xong, trên cơ bản đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần. Vậy còn bố vợ tôi? Ông ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là kinh hãi quá độ thôi. Cảm ơn bác sĩ, không có gì đâu. Phẫu thuật của con gái đã hoàn thành 4 tiếng rồi. Thuốc tê đã đến lúc hết tác dụng, có lẽ cô bé cũng sắp tỉnh rồi. Cậu mau đi xem cô bé đi. Tiểu Nhu tỉnh rồi. Mẹ, ông ngoại, ba đâu rồi? Ba đâu rồi ạ? Tiểu Nhu ngoan. Vừa nãy cô y tá đã nói, sau khi con tỉnh phải ăn mấy đồ dễ tiêu trước. Mẹ bón cho con nhé. Nào. Ba có phải không cần Tiểu Nhu nữa không ạ? Tiểu Nhu lại là cô nhi không có ba sao? Xin chào, có hàng tới. Chúng tôi hình như không có đồ gì.
Đúng vậy, nếu như có mua cũng không thể gửi tới nơi này đi. Nhất định là đồ chơi ba mua cho Tiểu Nhu. Mẹ ơi, mẹ mau mở ra đi, Tiểu Nhu muốn xem. Tiểu Nhu, Tiểu Nhu. Bên trong sao lại có chuột chết chứ? Là nhân viên giao hàng vừa nãy. Tội phạm đang cải tạo à? Quà tặng cho con gái cậu. Thấy vừa lòng không? Tên khốn nhà cậu. Ha 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 ha. Đừng có gấp. Sau này vẫn còn nhiều. Cậu đang ở đâu? Đây mới là con chuột chết thôi. Sau này không chừng sẽ là con mèo chết. Hoặc là nội tạng động vật gì đó. Tội phạm đang cải tạo à? Tôi đảm bảo sẽ không dọa người nhà cậu thành bệnh thần kinh đâu. Tôi cũng sẽ không dừng tay. Ha 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 ha. Này, tội phạm đang cải tạo à, mau chóng đi xem con gái ngốc kia của cậu đi. Ha 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 ha. Thiên linh linh địa linh linh. Mao Sơn lão tổ sắp hiển linh. Hôm nay tôi sẽ đánh chết ba con quỷ này. Đánh con quỷ già này trước. Sau đó đánh đến con nữ quỷ. Cuối cùng đánh đến con quỷ nhỏ. Sau đó đánh đến nữ quỷ. Quỷ nhỏ. Có quỷ. Có quỷ, mau chạy có quỷ. Ha. Ba Hà. Ôn Nhu. Tôi vốn nghĩ mấy ngày nữa mới tính sổ với mấy ngươi. Các cậu lại tự tìm cái chết. Được lắm. Tôi thỏa mãn các ngươi. Trương Thiên Tiến. Ba Hà. Ôn Nhu. Anh biết mọi người trách anh đem đến phiền phức cho gia đình. Nhưng mà em yên tâm. Lâm Phong anh nếu như không giải quyết được phiền phức này, anh tuyệt sẽ không trở về. Anh đi tìm Trương gia để báo thù sao? Anh lại muốn ngồi tù à? Anh đang nghĩ gì vậy? Anh là muốn con gái anh không có ba hay sao? Anh đương nhiên là muốn trải qua những ngày tháng bình yên. Nhưng mà anh là con rể. Là chồng. Càng là ba. Anh có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ mọi người. Ôn Nhu, anh đi đây. Thua rồi, mau uống đi. Ha ha, uống đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đáng ghét. Tiếp tục, tiếp tục. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi còn tưởng người đến là ai. Hóa ra là con chó gặm xương à, ha ha. Sao nào? Không phục muốn báo thù à? Cậu cũng không ngu nhỉ. Cậu có thực lực để báo thù à? Cậu không có thực lực đó đâu. Đó là tìm chết đó, ha 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 ha. Nào.
dám chơi đùa người nhà cậu, tôi đã sớm dự liệu cậu sẽ qua đây báo thù. Vậy nên tôi đã sớm có chuẩn bị rồi. Các vị, tối hôm qua chưa chơi đủ, hôm nay chúng ta phải hai lên. Micro đâu? Alo, 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 nghe thấy không hả? Nghe thấy chưa? Bạn từ nơi xa đến có cái trò chơi gì đó. Dù sao là cái ý đó đó. Vậy nên trước khi tâng cậu lên, tôi sẽ mở chút nhạc cho mọi người vui lên. Bên dưới này, thiếu gia soái khí Trương Thiên Tiền nhà Trương gia sẽ hát cho các cậu nghe. Ba con chó kia nghe rõ nhé. Bị em chinh phục như vậy. Dừng 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 dừng. Lúc tôi hát bọn họ đang làm cái gì thế? Các cậu quỳ xuống cho tôi. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống. Dừng. Này này. Ba con chó kia. Đừng trách bổn thiếu gia không cho các ngươi cơ hội. Ngươi đến đều là khách. Bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống sủa ba tiếng chó cho bổn thiếu gia. Hoặc là lão tử sẽ đánh gãy chân để các ngươi quỳ xuống sau đó nghe bổn thiếu gia hát. Các ngươi chọn một trong hai. Cậu đem mấy tiếng lợn kêu của cậu bảo là hát ư? Tôi còn tưởng là cảnh giết lợn. Một dao kêu inh ỏi. Đau hết cả tai. Đã rời nhà đi rồi mà vẫn thật xui xẻo. Cậu nói cái gì hả? Nói tôi hát khó nghe hả? Trương thiếu anh hát thật sự có chút khó nghe đó. Con ngu này, mày nói cái gì? Trương thiếu em không có ý đó. Đều là ba con chó bọn họ. Bọn họ cố ý khiêu khích chúng ta. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Đánh gãy chân ba con chó này đi. Để bọn họ nghe Trương thiếu hát khâm phục khẩu phục. Đợi đã. Sao nào? Sợ rồi. Này. Đế giày của bổn thiếu gia. Đến đây liếm sạch đế giày của bổn thiếu gia. Cậu quỳ xuống, nghe thấy không hả? Cậu đã nghe qua câu nói như này chưa? Có dám mau đánh. Chuyện trưởng bối quỳ vãn bối này nhẹ thì đau đầu chóng mặt. Nặng thì trời đánh không tha. Có ý gì hả? Ý là ba đại gia đây quỳ trước cậu nhận không nổi đâu. Tuy rằng cậu là một thằng ngu thật nhưng vẫn là thằng trẻ con to xác thôi của chúng tôi thôi. Chúng tôi có thể quỳ trước cậu. Chỉ là không muốn cậu bị trời đánh thôi. Cái quái gì hả? Cái gì vãn bối quỳ trưởng bối, trời đánh không tha chứ? À, Trương thiếu ý là bọn họ là ba cậu, ba mà quỳ trước con trai nhất định sẽ bị trời đánh không tha đó. Đúng vậy đó. Ba tôi cũng không có đây. Ba thằng cháu bọn bay muốn chơi ông đây à? Trên địa bàn của ông đây lại muốn chơi ông sao? Được lắm. Nào, đem cái đùi của ba thằng cháu này đánh gãy cho tao, để chúng nó quỳ xuống cho tao. Tên tội phạm này lại biết đánh như thế. Lên mau đi. Lên. Lên đi. Lên đi. Lên. Này. Lên. Giữ đi. Này, lên đi. Giữ lại. Cậu giữ lại đi. Đến đây. Đây là thứ rác rưởi mà cậu đã chuẩn bị sao? Cậu. Cậu cũng có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi hả? Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một. Quỳ xuống hát cho chúng tôi. Hai. Tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Đập vỡ đầu gối cậu. Sau đó lại quỳ xuống hát cho chúng tôi. Tôi. Cậu tự mình chọn đi. Phú nhị đại à. Cậu vẫn còn có hy vọng người này sẽ giúp cậu à? Đều nghe rõ cho tôi. Ở đây có người nào tính sổ người đấy? Hoặc là tự mình quỳ xuống, hoặc là để chúng tôi đánh gãy chân của các ngươi. Mau lên. Này Trương thiếu,
cậu tự mình quỳ xuống hay để chúng tôi đánh gãy chân chó nhà cậu? Tôi không phải đã quỳ rồi sao? Quỳ cho đẹp vào. Tôi. Này, cô mang cái micro qua đây. Cút về. Quỳ xuống. Phong ca để cậu ta hát bài phục tùng. Bài phục tùng này không nên để cậu ta quỳ hát cho chúng ta nghe, phải không? Cuối cùng đã bị chúng tôi chinh phục rồi đi. Tôi. Đứa trẻ to xác này, cậu không thích hát sao? Hát. Tôi không hát. Cậu cho đây là quán trà à? Muốn hát thì hát, không muốn hát liền không hát. Phải để tôi ép cậu chứ gì? Cậu nghĩ rằng khóa miệng lại là có thể không hát sao? Hồ tử mở miệng cậu ta ra cho tôi. Hôm nay cho cậu ta ăn hết cái micro này. Hát cho tôi. Được thôi. Nhét được sẽ nhét hết vào. Hát không hả? Tôi nói cho cậu biết còn không hát sẽ nhét cho mày chết. Hát không hả? Các cậu bắt nạt người quá đáng rồi đó. Tôi hát không phải là được rồi sao? Nào âm nhạc chuẩn bị. Em liền. Bắn cái gì hả? Hát sớm quá rồi đấy, làm lại. Lại sớm rồi, làm lại. Lại chậm quá rồi, cậu ngủ rồi à, hát chậm rồi đó. Cứ như thế bị cậu. Lại sớm quá rồi. Cứ như thế, lại chậm rồi. Như thế. Sớm rồi, lại chậm nhịp rồi. Sớm quá. Anh à, đừng đánh nữa, tôi thật sự không biết hát. Tôi không biết thật. Không biết sao không nói sớm. Được thôi. Vậy để tôi làm chủ nhé. Cậu đây ăn cái micro đi nhé, tôi sẽ xem như cậu hát rồi. Cứ như thế bị cậu chinh phục. Cắt đứt rồi. Dừng. Hát khó nghe quá đi. Nhưng dù sao cũng rất sảng khoái. Phú nhị đại cậu cũng biết chơi nhỉ. Ha 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 ha. Cứ như vậy bị em. Hát có cảm xúc một chút không thì. Cứ như thế bị em chinh phục. Tâm tình của anh rất kiên cố. Quyết định của anh thật mơ hồ. Được rồi, đừng hát nữa khó nghe quá. Các ngươi muốn làm cái gì? Tôi không phải đã hát xong rồi sao? Các cậu còn muốn thế nào nữa? Hát không phải do cậu muốn chúng tôi hát hay sao? Tôi chỉ là muốn trả cho cậu mà thôi, còn có cái khác nữa đấy. Làm cái gì hả? Các ngươi muốn làm cái gì hả? Giữ chặt cậu ta cho tôi. Các ngươi muốn làm gì hả? Cắn người nhà tôi rất vui phải không? Chơi qua cái này chưa? Đây là có ý gì hả? Chẳng có ý gì cả. Chỉ là kết hợp con người thích cắn người và bắt người khác đưa ra quyết định nhà cậu lại. Chúng ta đoán to nhỏ. Cậu có hai chân. Chúng ta chơi hai ván. Đoán chúng giữ được chân. Đoán không chúng một lần một chân. Chơi bên trái trước. Đoán đi. Lớn hay bé? Đoán đi. Lớn hay bé? Lớn. Đau không? Đau là phải rồi. Đây không phải sẽ càng kích thích sao? Đổi bên phải. Đoán. Lớn hay bé? Lớn. À không. Bé. Lớn. Rốt cuộc là lớn hay là bé? Lớn. Đúng rồi, tôi đoán đúng rồi. Là lớn, nó là lớn. Nó là lớn.
Là lớn mà. Đây là lớn hả? Đây không phải là bé sao? Là cậu đổi số. Tôi chơi cậu đấy sao nào? Bây giờ ở đây tôi nói đúng là đúng. Tôi bảo nó lớn thì nó là lớn. Tôi nói là bé thì nó là bé. Cậu chơi tôi. Cậu quên rồi sao? Lúc cậu tìm một người bệnh thần kinh đến chơi người nhà tôi. Cậu có thể chơi bọn tôi. Bọn tôi lại không thể chơi cậu à? Hồ Tử, tháo giày của cậu ta cho tôi. Chúng ta đổi cách chơi. Mười ngón liền tim. Đừng. Đau lắm, phải không? Tôi lại muốn xem loại cực hình thời cổ đại này có bao nhiêu thống khổ. Một ngón cậu liền không chịu nổi rồi. Còn bốn ngón đó. Đại ca à, tiếp tục đi. Đừng mà đừng mà. Lúc cậu bắt nạt người khác sao không nghĩ đừng mà? Vui không hả? Chơi vui không? Sướng không? Kích thích không? Còn chưa xong đâu. Ép xuống cho tôi. Khi cái búa này đập xuống đầu cậu sẽ nát bét giống như quả dưa hấu ấy nhỉ? Như vậy có phải sẽ rất kích thích không? Tên họ Lâm kia, cậu dám không? Cậu xem tôi có dám không nhé? A a a a. Tôi còn tưởng cậu cứng thế nào. Sao lại đái dầm rồi? Ha ha ha, đồ nhát gan. Sao nào? Vừa nãy cậu không phải mạnh miệng lắm à? Sao bị dọa thành dạng này rồi hả? Trước đây cậu dùng máu và đầu lợn để dọa người nhà tôi. Hôm nay tôi dọa cậu thấy vui không hả? Lâm Phong, cậu có tài. Cậu có tài thì khiến tôi chết đi. Nếu không thì cả nhà chị đều chết hết đó. Tất cả người nhà cậu với những người xung quanh đều phải chết. Miệng cậu thật hôi nhỉ. Vốn dĩ hôm nay chỉ muốn để cậu thu tay của cậu lại. Nhưng lại mọc thêm một cái miệng hôi. Miệng hôi do răng nhỉ. Vậy để tôi chị giúp nha. Cậu dám? Đập vỡ răng cho tôi. Phong ca đập răng để tôi. Trước đây tôi từng vung búa rồi, này. Tiểu tử, cậu chạy đi đâu? Lâm Phong, cậu thật muốn giết chết tôi sao? Cậu không sợ tôi hại cả nhà cậu hả? Tôi nói cậu biết, tôi là thiếu gia Trương gia. Chỉ cần tôi có bất kỳ thương tích nào, cả Trương gia tôi sẽ tính sổ với cậu. Người muốn động vào nhà tôi? Nhiều năm như vậy người dám động vào người nhà tôi chẳng có ai. Một tên tội phạm cắn cái gì chứ? Nói lời lớn không sợ dao trên đầu à? Vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng bây giờ Phong ca đã ở đây rồi. Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy không phải là tội phạm. Cậu ấy cũng không phải nhân vật nhỏ. Cậu ấy là đứng đầu Đông Hoàng chúng tôi. Đông Hoàng, sao nào chưa từng nghe sao? Đương nhiên từng nghe qua. Tổ chức hàng đầu Long Quốc. Nhưng mà các ngươi đang giả vờ hay sao hả? Tôi biết người đứng đầu của Đông Hoàng, nhưng cậu ta đã biệt vô âm tín đã năm nay rồi. Nhóm người các cậu thật biết mạo danh quá đó. Mạo danh? Cậu đã nghe qua Đông Hoàng. Vậy cậu nhất định đã nghe qua nhẫn rồng của Đông Hoàng nhỉ? Là biểu tượng của đứng đầu Đông Hoàng sao? Cứ cho cậu ở ngoài cũng biết phết nhỉ. Để cậu mở mang chút nha. Nhìn đi. Nó giống nhẫn rồng không? Cái này. Đông Hoàng, đại diện cho anh em Đông Hoàng mời Phong ca tiếp nhận. Cái gì cơ? Cậu ta thế mà lại là người đứng đầu của Đông Hoàng. Xong rồi, tôi sớm đã khuyên Trương Thiếu. Để cho anh thu liễm một chút, nói không chừng sẽ động dính đại nhân vật gì đó. Thế này thì xong rồi, thật là một lời thành thật rồi. Vốn dĩ không muốn quản chuyện Giang Sơn nữa, nhưng trên đời này lại có quá nhiều người ngu xuẩn như cậu. Được thôi. Đông Huy, Hồ Tử hoan nghênh anh đã trở về. Hoan nghênh anh đã trở về. Cậu thật sự là đứng đầu Long Hoàng ư? Cam kết đổi trả nếu là giả. Sao nào? Cậu vẫn sẽ dọa người nhà tôi chứ? Dám động vào người nhà lão đại của Đông Hoàng. Đừng nói một cái Trương gia, đến 10 cái Trương gia, huynh đệ Đông Hoàng tôi đây cũng sẽ dẫm mày nát bét. Nhận trừng phạt đi, đừng đừng. Phong ca à, Phong ca tôi sai rồi. Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi Phong ca, xin lỗi Phong ca. Cổ nhân đã từng nói thế nào nhỉ? Lời xin lỗi nếu như có tác dụng vậy thì cái gì ấy nhỉ? Làm cái gì ấy nhỉ?
Phong ca cho tôi thêm một cơ hội đi, cho tôi thêm một cơ hội đi. Chị dâu bên kia tôi sẽ đền tiền, cháu bé bên kia tôi cũng sẽ đền tiền. Còn có bác trai nữa, thứ tôi có là tiền. Phong ca à, cậu đưa ra giá, cậu đưa ra cái giá. Tôi vốn muốn tha cho cậu một lần, nhưng cậu vẫn cứ động vào người nhà tôi. Tội lần này của cậu không phải lần đầu tiên. Còn có bao nhiêu người vô tội chịu sự hãm hại của cậu, thế nên cậu không thể được tha thứ. Tôi, dù sao thì hôm nay chân của cậu cũng gãy rồi. Năm ngón chân cũng bị tôi đập nát rồi. Thế này đi, cậu tự phế một cánh tay, rồi đập nát răng của mình. Chuyện hôm nay coi như chấm dứt. Đập. Còn chần chừ nữa là tôi phải tự mình ra tay đấy. Đến lúc đó thứ phế đi không chỉ là một cánh tay đâu mà là tứ chi đó. Phong ca, cậu cần phải tuyệt tình như vậy sao? Tôi sớm đã cảnh cáo cậu rồi. Còn cậu thì sao? Lâm Phong, tôi nói ra được thì sẽ làm được. Được thôi, tôi làm. Tôi đập. Được. Được rồi chứ. Được rồi, nhưng còn thiếu răng của cậu nữa đó. Nhịn chút là qua rồi. Làm sao mà tôi có thể tự đập răng của mình chứ? Buông ra. Cầm chắc vào. Nhắm một cái. Bùm. Thế là xong. Cho tôi cơ hội đi mà. Thế này nhé, tôi thay Phong ca làm chủ. Đập một lần miễn một lần. Một lần là được rồi, cậu. Đập đi, đập đi. Còn có đám rác rưởi các ngươi. Chuyện hôm nay đến đây thôi. Sau này thành thật chút đi. Chúng ta đi thôi. Một câu cảnh cáo, đừng giở trò. Đây, đây là sao hả? Bác Trương ơi, Lâm Phong tìm đến rồi. Thiên Tiến bị đánh gãy tay chân. Đầu ngón chân và răng đều bị đập vỡ rồi. Cái gì chứ? Lũ phế vậy các ngươi ăn cái gì thế hả? Ở trên địa bàn của tao mà để con trai tao chịu ức hiếp như này hả? Bác Trương, không phải là chúng cháu không đến giúp. Là chúng cháu thật sự không dám động tay. Tên tội phạm đó không phải là người bình thường. Cái gì? Không phải người bình thường. Cậu ta là người đứng đầu Đông Hoàng. Đứng đầu Đông Hoàng. Đúng vậy bác Trương. Với một đứa con trai này của ta, bất kể cậu ta là đứng đầu Đông Hoàng hay cho dù cậu ta là lão tử thiên vương đi nữa lờ, Trương Vẫn Dã, tao cũng sẽ khiến nó có đi không có về. Nhưng mà bác Trương à, cậu ta thuộc Đông Hoàng, chúng ta không động vào được đâu. Không động vào được. Đông Hoàng đã mai danh ẩn tích 5 năm, cậu ta là cái khỉ gió gì chứ? Người đâu? Hẹn thiên gia cho tao. Đã đến lúc người lớn nên ra mặt rồi. Vâng. Lũ phế vật chúng mày còn ngây ra đó làm gì hả? Mai đưa con trai tao đến bệnh viện. Đi nhanh. Mau. Thiên gia, Trương Vân Giã đến rồi. Để nó vào. Vâng. Thiên gia à? Thiên gia. Thiên gia à, ông phải làm chủ cho con. Được rồi, chuyện này ta đã nghe nói cả rồi. Tuy là do con trai ngươi không đúng trước, nhưng trên thế giới này không có đúng sai, chỉ có thực lực. Con là người của ta, động đến con chính là động tới ta. Để ta ra mặt cũng được thôi, nhưng mà công ty tài chính ở trung tâm thành phố để ta tiếp quản. Công ty tài chính ở thành phố đó là công ty cho vay nặng lãi, là nơi tiền vào dồi dào. Con đồng ý. Được lắm. Đồng ý là được rồi. Chuyện này ta sẽ lập tức phái người đi xử lý. Đứng lên đi. Cảm ơn thiên gia. Vậy thiên gia à, người muốn làm như thế nào?
Làm sao xử lý ấy hả? Nợ máu phải trả bằng máu. Vậy bệnh viện đó hình như là sản nghiệp của người. Sản nghiệp của ta thì muốn chơi thế nào thì chơi như thế. Chuyện này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà thiên gia à đó cũng từng là Đông Hoàng. Cũng chỉ là đã từng mà thôi. Bây giờ là bây giờ. Cứ cho cậu ta trước đây danh tiếng lẫy lừng. Bây giờ cũng chỉ là một con rồng đã già thôi. Thiên gia người nói đúng. Ở cái Vân Thành này, người chính là trời. Được rồi, được rồi. Lời ngon ngọt đừng nói nữa. Đưa con trai con đến bệnh viện đó của ta đợi xem kịch hay đi. Đa tạ thiên gia, con xin cáo lui. Ba à, ba à, ba cuối cùng cũng về rồi. Tiểu Nhu xem ba đem về cho con quà gì nè. Tiểu Nhu không thích hả? Con đã 5 tuổi rồi, trẻ con quá đi. Nhưng mà quà của ba con đều thích hết. Tiểu Nhu, con sao vậy? Đừng dọa ba mà. Tiểu Nhu, con khó chịu. Bác sĩ đâu, mau qua đây. Bác sĩ. Mai lên. Xin nhường đường một chút. Sao lại thế này? Bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Bác sĩ, cứu con gái tôi với. Bác sĩ Trương à, nhịp tim bệnh nhân không bình thường. Bệnh nhân bị dị ứng nghiêm trọng, đã có phản ứng sốc dị ứng. Ngưng truyền dịch lại, đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ, con gái tôi không phải đã không sao rồi sao? Sao lại thành ra như này chứ? Nhất định phải cứu mạng cháu gái tôi. Tôi cầu xin ông. Xin dừng bước, chuyện này đột ngột phát sinh, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ, cứu người trước đã. Đi thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Vừa nãy vẫn còn tốt mà, cái này là sao? Tôi thật sự là sao chổi sao? Ai đây ấy nhỉ? Ai vào phòng cấp cứu thế? Hả? Là do mấy người làm phải không? Lâm Phong, tôi cảnh cáo cậu. Mày còn dám động vào con trai tao? Tiến vào phòng phẫu thuật không chỉ là con gái mày đâu. Sẽ là bố vợ mày hay vợ mày nhỉ? Ha ha, ba à. Đừng thế chứ. Con thấy vợ cậu ta cũng xinh đẹp phết đó. Đợi con chơi đủ rồi hẵng đem vào phòng cấp cứu. Cậu đánh đi. Nào, cậu đánh ở đây này, đánh đi. Lâm Phong, có phải cậu vẫn chưa xem điện thoại không? Tiểu tử à, tao bây giờ lấy điện thoại ra đây cho mày xem tin tức mới là liền phát hiện ra ngay là tị mới gì. Ha 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 ha. Ba à, sao vậy? Thiên gia ở Vân Thành hạ lệnh truy sát chúng ta, chúng a đầu treo cửa tử rồi. Cái gì cơ? Ha ha ha, động vào tao này, mau lên. Thiên gia đã ra tay với cả nhà các ngươi rồi. Lâm Phong, đây là kết quả của việc cậu dám động vào tôi. Ba à, 5 năm rồi. Mày đã ngồi tù tròn 5 năm rồi. Lẽ nào trong 5 năm này mày không có chút hối cải sao hả? Đến bây giờ mà mày vẫn còn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề hả? Ban đầu tao không đồng ý cho con bé ở cùng mày. Nó không nghe, cứ khăng khăng đòi ở với mày. Nó vừa có thai thì mày vào tù. Nó cứ như cái xác không hồn. Mày vào tù thì cũng thôi đi. Đến tận bây giờ mày vẫn không ghi nhớ. Mày xem bây giờ chúng ta đều biết thành cái dạng gì rồi hả? Một khúc xương của tao cũng chẳng sao, nhưng còn con gái tao, cháu ngoại tao. Lâm Phong, tao nói cho mày biết. Cháu ngoại tao mà có mệnh hệ gì? Dù tao có phải mất cái mạng già này cũng không tha cho mày đâu. Tên tội phạm, mày nghe thấy chưa? Ba mày đang dạy mày đó. Nhớ kỹ vào.
bác sĩ, con gái tôi sao rồi? Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch tính mạng, nhưng tình hình vẫn không tốt lắm. Chúng tôi phát hiện nhiều cơ quan của bệnh nhân có dấu hiệu suy yếu. Cần vào phòng ICU quan sát thêm, nhiều cơ quan suy yếu sao? Sao có thể? À đúng rồi, bố mẹ của bệnh nhân đến văn phòng tôi một chút, chúng ta thương lượng một chút về phương pháp điều trị. Này, mau đi thương lượng với bác sĩ xem làm sao cứu được con gái cậu đi. Mau để vợ cậu ký tên cho con gái cậu đi. Kẻo sắp tới cô ta không ký nổi nữa đâu ha ha. Dám đối đầu với bọn tao? Chơi chết chúng mày. Chúng ta đi thôi. Già không chết, đi tìm chết hả? Con rể tôi không hiểu chuyện. Tôi muốn phiền các ngươi để tôi gặp thiên gia một chút. Ông cũng xứng để gặp thiên gia à? Sao không đi mà tự lo cho mình đi, chó má gì thế? Ông muốn gặp thiên gia? Phải. Được thôi, ha 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 ha. Đi thôi. Thông báo cho thiên gia đi. Thiên gia nói các ông có thể vào. Thiên gia. Ừ. Vị này là... Tôi là bố vợ của Lâm Phong. Tôi tên Ôn Hùng. À, là tên to gan dám ức hiếp tiểu tử dưới tay ta hả? Thiên gia à, thằng bé ngồi tù 5 năm, căn bản không biết trời cao đất dày, mới động đến ông và Trương gia, xin ông giơ cao đánh khẽ, cho gia đình tôi một con đường sống. Ông biết không, ở Vân Thành chỉ cần tôi dậm chân một cái là đất đã phải rung chuyển rồi. Tiểu tử nhà ông gan không nhỏ nhỉ, đã động đến trên đầu tôi rồi. Ông nói xem tôi không xử lý có được không? Mặt mũi tôi vứt đi đâu chứ? Thiên gia ông đại nhân đại lượng, mong ông đừng chấp thằng bé. Ha 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 ha, đại nhân đại lượng. Đại lượng hả? Được thôi. Như này nhé. Chơi với tôi mấy trò. Nếu như ông chơi được tôi sẽ tha cho ông một lần. Ha. Trò chơi gì thế? Đừng vội, đợi lát nữa ông sẽ biết. Dám không? Được thôi. Tổng cộng 3 hiệp. Tôi đưa cho ông 3 thứ đồ. Trong thời gian quy định ăn hết nó thì tính là ông qua ải. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Được rồi. Lên đồ ha ha. Vào đi. Trong vòng 60 giây ăn hết nó đi. Ha ha ha. Thiên gia, nhiều bánh bao như vậy, 60 giây sao mà ăn nổi? Ăn không nổi thì tìm người giúp ông. Này, ha ha. Ha 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 ha. Ông đều nôn ra rồi, mẹ ông không dạy ông không nên lãng phí lương thực à? Nôn ra bao nhiêu đều từ đất ăn lại đi, một chút cũng không được lãng phí. Thiên gia, đã ăn hết bánh bao rồi, mấy người các người thật là không phối hợp chút nào, sao lại để ông ấy khổ sở thế chứ? Ôn tiên sinh, ông nói xem đúng không? Xin lỗi Ôn tiên sinh nhé, thủ hạ của tôi sơ suất. Sau này bù cho ông mấy món nhé. Ông cứ thoải mái hưởng thụ nhé. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lão già Ôn Hùng này phản ứng cũng cường liệt phết nhỉ, xem ra ông ta rất thích món thứ hai này của người đó. Vậy còn đợi cái gì? Ăn đi. Ha 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 ha. Ớt cay với bánh bao. Thiên gia à, trời nói không sao.
những món ăn đơn giản kết hợp với nhau mới là mùi vị tuyệt hảo nhất, phải không? Ha 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 ha. Lão gia, ớt cay đã ăn xong rồi. Mấy người cũng thật là. Ớt cay như thế mà Ôn tiên sinh tuổi đã lớn như này sao mà chịu nổi hả? Mau mau mau, giúp ông ấy, giúp ông ấy. Ôn tiên sinh ông cứ yên tâm. Món thứ ba này chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Nào, tôi đích thân bón cho ông. Ô ha 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 ha. Thứ này hay lắm, thứ này hay lắm. Tôi đích thân bón nhé. Ha ha ha, thứ này hay đấy. Uống cho tôi, ăn no cho tôi. Sao không uống chút nước đi chứ? Ha ha ha. Lại thêm ngụm nữa nha. Sao nào? Uống đủ chưa hay uống thêm chút nhé? Ha 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 ha. Thiên gia à? Ông tha cho tôi đi. Đồ đã ăn rồi, rượu cũng uống rồi. Tôi khi nào nói sẽ bỏ qua cho ông một mạng hả? Tôi chỉ nói là chơi xong ba trò chơi này sẽ cân nhắc thôi. Ông nghe không hiểu hả? Gì? Cái gì chứ? Việc này, thiên gia, ông. Được rồi. Nể mặt ông đã chơi xong ba trò chơi này. Tôi cân nhắc một chút rồi cho ông thêm một cơ hội. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Chỉ sợ là ông không dám nhận thôi. Ôn tiên sinh à, ông không phải muốn bảo vệ mạng của người nhà sao? Thiên gia, ông nói đi. Được thôi, thế này nhé. Ông ấy mà, một phát đập đầu chết ở chuyện này coi như xong. Ông dám không? Lão già kia ông nếu như không chết, ông có tin tôi đem con gái cùng cháu gái ông giết chết sau đó từng dao rạch thịt xuống không hả? Cậu, các người, tôi có nuôi một con chó ác vô cùng. Có cần tôi để nó từng miếng cắn đứt từng mảnh thịt không hả? Như vậy có phải rất kích thích không? Ha 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 ha, đừng mà, đừng nói nữa. Tôi giao kèo với các ngươi, nhưng các ngươi nói phải giữ lấy lời, nếu không tôi có làm quỷ cũng không tha cho các người đâu. Thiên gia, đã chết rồi. Thật ngu ngốc. Thiên gia, vậy việc này bây giờ phải làm sao ạ? Chuyện này thôi đi. Thôi đi hả? Lâm Phong cậu ta chưa chết, chuyện này không thể bỏ đi được. Lão già này, vốn dĩ chỉ muốn dạy dỗ ông ta chút thôi. Chụp ảnh, gửi cho vợ Lâm Phong. Sao lại thế này? Sao lại thế này chứ? Ba à? Ôn Nhu, ba ơi. Ba à? Châu Thiên Tiến, Trương Vân Giã, Thiên Gia, tao phải để chúng mày đền mạng. Lâm Phong đủ rồi. Anh náo đủ chưa hả? Anh muốn em chết trước mặt anh à? Em có thể đi chết ngay lập tức. Nhưng còn Tiểu Nhu thì sao? Anh muốn nó chết trước mặt anh sao? Ôn Nhu, họ giết chết ba rồi. Anh, ông ấy không phải ba anh. Ông ấy là ba em. Lâm Phong, anh nghe rõ chưa hả? Ôn Nhu, người nhà em mất đi không liên quan gì đến anh. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Chúng ta như thế này không phải nên ly hôn sao? Khi mới quen nhau anh từng nói với em sẽ thay đổi bản thân cùng em trải qua những ngày tháng êm đẹp. Nhưng mà kết quả thì sao? Em mang thai anh liền đi tù. Ngồi trong tù tròn 5 năm. Có kết quả ngày hôm nay em không trách anh. Em chỉ trách em mắt mù thích một người như anh. Vì anh em mà có thể buông bỏ trách nhiệm với vợ con. Giữa chúng ta nên có dấu chấm hết từ 5 năm trước rồi. Chỉ trách em kéo dài đến ngày hôm nay. Nhưng dù sao cũng vẫn chưa muộn, anh đi đi. Đi càng xa càng tốt. Đừng đến quấy rầy cuộc sống của em và Tiểu Nhu nữa. Chúc anh hạnh phúc. Cũng mong anh chăm sóc tốt bản thân.
Lâm Phong, có thể em làm như vậy là quá ích kỷ. Nhưng ba đã vì chúng ta mà chết. Em không muốn Tiểu Nhu không có ông ngoại, giờ lại không có bố. Em chỉ muốn Tiểu Nhu có thể bình an lớn lên. Đông Huy, Hồ Tử, tập hợp tất cả anh em Đông Hoàng cho tôi. Tôi phải san phẳng Trương gia, hủy đi Thiên gia. Xông lên. Vẫn là thủ đoạn của Thiên gia hay ha ha. Các ngươi sao lại vào đây? Mau cút ra ngoài cho tôi. Muốn phạm trời hả? Trời. Ông cũng xứng hả? Nếu như ông là trời, hôm nay để tôi thử xem. Cậu nói cái gì hả? Con mẹ ông, mau quỳ xuống chịu chết đi. Các ngươi bảo ta quỳ xuống? Dựa vào Đông Hoàng các ngươi ư? Đừng gọi nữa. 32 bộ và 7 chi nhánh công ty của ông vừa bị chúng tôi thu phục hết rồi. Cái gì? Cái gì? Toàn bộ sản nghiệp của Trương gia đều không cánh mà bay sao? Còn có dự án cả trăm ngàn cũng bị hủy rồi sao? Cái này không thể nào. Không không, cái này sao có thể chứ? Các cậu đang chơi trò gì thế hả? Cả cái Vân Thành cho dù là tôi cũng không thể hoàn toàn một tay che trời được. Nói cho tôi biết tất cả chuyện này chỉ là giả thôi phải không? Lão già này chết đến nơi rồi mà không chịu nhìn sự thật. Nếu như không phải 5 năm trước Phong Ca bảo chúng tôi hành sự cẩn thận, ông nghĩ ông có thể ở Vân Thành này đứng được như hiện tại hả? Lời phí lời với ông ta quá. Mau đi đóng cửa lại. Cậu muốn làm cái gì? Làm cái gì hả? Luôn nói là có thứ luôn phải trả đúng chứ? Lão già này ông còn muốn chạy hả, con mẹ ông? Các ngươi muốn làm gì hả? Người hiểu đạo lý đều biết thân biết phận. Hồ Tử, chơi nào, đến đây. Sợ hãi như vậy làm gì hả? Các ngươi muốn làm gì hả? Làm cái gì hả? Chúng tôi đều là người tốt. Ông nhìn đi từng người các ông đầu chảy máu. Gãy tay gãy chân thì hay nhỉ? Cái tên cầm đầu chết tiệt nhà ông, sao lại không bị gì vậy hả? Bây giờ thì bị rồi đó. Hồ Tử à, bọn họ đều bị thương rồi. Bây giờ phải làm sao nhỉ? Đương nhiên là trị bệnh cho bọn họ rồi. Cậu biết không, cái đó có gì khó chứ? Chưa từng ăn thịt lợn, cũng chưa từng thấy lợn chạy bao giờ. Không phải cứ trói lại truyền dịch cho họ là xong rồi hả? Các ngươi xem đồ tôi cũng đem đến rồi. Cậu lấy đâu ra ý tưởng này thế? Cậu quên rồi à, ở dưới lầu nhà tôi có một lão đồ tể. Gần đây lợn mẹ bị bệnh truyền dịch cho chúng nó xong bỏ đi rất nhiều cái này đó. Nói cái gì mà DNA giữa người với lợn có rất nhiều tương đồng, nên tôi nghĩ cái này có thể dùng. Các cậu dám? Chúng tôi dám chứ. Ông xem chúng tôi dám không nhé. Hồ Tử, cắm ống cho bọn họ. Được thôi. Dừng tay, Lâm Phong, cậu còn không mau quản thủ hạ của cậu sao? Cậu muốn để cả nhà cậu chết càng thảm hả? Cậu quay đầu nhìn đi, năm đó là ba vợ của cậu. Cậu thử động đến một sợi lông của tôi xem, người chết tiếp theo chính là con giá và vợ của cậu đó. A a. Tôi cho ông đứng lên chưa hả? Hồ Tử, không có dịch thì làm sao truyền? Phong Ca, cậu mà không nói là tôi quên bánh cái này đi mất. Vậy Phong Ca à, phải làm sao đây? Đi vệ sinh tự mình giải quyết đi. Ha ha ha, này, cái gì chứ? Không nhẽ truyền cho bọn tôi nước tiểu sao? Cái này sẽ chết người đó. Ha 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 ha, ông yên tâm, trong nhà vệ sinh có nước, tôi pha loãng cho mấy người ha. Phong Ca, tôi đi giải quyết đây. Lâm Phong, cậu phải tuyệt tình như thế sao hả? Khi đó các ngươi giết bố vợ tôi có nghĩ tới chuyện tuyệt tình hay không hả? Ha ha, lấy được nửa chai nước bồn cầu như thế này, hình như gần đây lên hỏa nhiều quá.
Ha ha, ba vị bảo bối à, dịch dinh dưỡng đến rồi đây. Không. Không, không cần, không cần. Không cần, không cần. Ngoan ngoãn để tôi châm một cái không phải xong rồi sao? Cớ gì phải như thế? Nghe này, nếu như một tay dám rút ra, tôi liền phế cái tay còn lại của ông. Không, hình như là già nhất nhỉ, tiêm ra đối với ông có lẽ cũng vô dụng rồi, trực tiếp vào họng đi nhỉ. Đừng mà, đừng mà. Đừng động đậy. Anh à, chuyện không liên quan đến tôi đều là do bọn họ, đều là do họ làm. Cậu xem chân tay tôi gãy như này thì có thể làm gì chứ? Giữ cho chắc. Gãy chân gãy tay, cậu còn nói được mà. Cậu làm đủ chuyện xấu rồi đó. Đưa cho tôi một cái. Để đại gia tôi truyền cho các ông nhé. Đừng mà, đừng mà, thứ đồ chơi này thật sự sẽ chết người đó. Thế lúc các người đổi thuốc giả cho con gái tôi, có từng nghĩ đến sẽ chết người chưa hả? A, cái đầu nhà mày, ồn chết đi được, vừa mới châm vào làm sao mà phản ứng nhanh thế được, câm miệng cho tôi. Lâm Phong, cứ cho là cậu có tài. Bây giờ thủ thuốc giả của con gái cậu cũng báo rồi. Để chúng tôi đi đi. Phải đó, chúng tôi đều trả hết rồi. Trả hết? Chuyện này làm sao tính đây? Tôi từ nhỏ đã không cha không mẹ. Con gái tôi đều là do vợ và bố vợ tôi chăm sóc. Trong đời này của tôi, vợ tôi là người mà tôi muốn bảo vệ nhất. Bố vợ tôi lại giống như bố ruột của tôi vậy. Ông hại chết bố tôi. Chuyện này cứ như này mà bỏ qua sao? Cậu muốn sao hả? Rất đơn giản. Nợ tiền trả tiền. Giết người đền mạng. Đông Huy, ạ. Còn nhớ lúc ở quán nướng, khi con gái tôi cấp cứu bọn họ đối xử với chúng ta như nào không? Nhớ chứ? Nợ răng trả răng. Nợ mắt trả mắt. Cậu muốn làm gì? Cậu muốn làm gì? Đợi đã, các ngươi biết rồi đó. Ba ơi, con sợ lắm. Sợ, cậu mà cũng biết sợ hả? Lúc cậu bắt nạt người khác, cậu có nghĩ tới việc người khác cũng sợ hãi không? Có người bảo, máu của một người là có hạn thôi. Chảy ra đến một mức độ nhất định sẽ bị sốc. Cuối cùng sẽ tử vong. Nhưng mà tôi khá là tò mò đó. Rốt cuộc là cần thời gian bao lâu người mới bị sốc mà chết nhỉ? Ba người các ông cho tôi một con số nhé. Cậu muốn rút máu chúng tôi sao? Ông cũng không ngu nhỉ? Nhìn gì mà nhìn, nhìn nữa cho ông nhiều thêm mấy nhát đó. Phong ca à, đem răng nhổ gọn một chút, thời gian còn dài. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Phong ca, cậu đưa chúng tôi đến bệnh viện đi mà, tôi cầu xin cậu đó. Đúng thế, đúng thế. Thế còn ông thì sao? Lâm Phong cầu xin cậu đưa chúng tôi đến bệnh viện đi mà. Chúng tôi sau này nước sông không phạm nước giếng, hay cho câu nước sông không phạm nước giếng, nhưng đã muộn rồi. Tôi chỉ cho các người 2 phút. Thời gian hết tôi liền thả người đi. 2 phút hết rồi, chúng ta có thể đi rồi. Đây là ý gì hả? 2 phút là của đại ca bọn tôi. Còn ông xem hai anh em chúng tôi chết rồi hay sao? Cần thời gian bao lâu hả? Không làm khó các người nữa, hai anh em chúng tôi tốt hơn đại ca nhiều. Mỗi người 1 phút. Thật là mỗi người 1 phút sao? Đương nhiên rồi. Thời gian vừa hay mỗi người 1 phút. 2 phút đã hết, các ngươi có thể đi. Lại muốn làm gì hả? À đúng rồi, đúng rồi. Chúng tôi đây đều là tiểu đệ của Phong ca. Hai người chúng tôi mỗi người 1 phút rồi. Bọn họ mỗi người 1 phút. Không quá phận chứ nhỉ? Cái trò cười gì thế hả? Nhiều người như thế, mỗi người 1 phút, chúng tôi phải đợi bao lâu cơ chứ? Chỉ có mấy người thôi, nhiều hả? Bên ngoài còn có 3.000 anh em nữa cơ. Hả, 3.000 anh em? Vậy thì không phải đợi 3.000 phút sao? 162616. Cái tên ngu dốt nhà mày, mày còn tính theo tiếng làm gì chứ? 3.000 phút thì máu cũng chảy cạn rồi. Vậy thì chúng ta không phải xong đời rồi sao? Yên tâm, tôi còn cần đám cháu các ngươi phải đền tội trước linh cữu ba tôi. Trước khi ba tôi được an táng tại Lâm gia, các ngươi sẽ không chết. Máy vẫn sẽ chảy. Vừa chảy sẽ vừa cho người truyền máu cho các ngu ổ. Cái gì? Mau làm. Vâng.
Mẹ ơi, đó là ba con. Tiểu Nhu, đó không phải ba con. Ba con 5 năm trước đã chết rồi. Nhưng đó thật sự là ba con mà. Đừng ăn nói hồ đồ. Con phải nhớ kỹ, con không có ba. Anh còn đến đây làm gì? Tôi đã nói với anh rồi. Chúng ta đã ly hôn. Chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Mời anh rời khỏi tang lễ của ba tôi. Ở đây không hoan nghênh anh, Ôn Nhu. Anh xin lỗi. Nhưng anh yêu em và con. Nên anh sẽ ở lại đây. Anh ở lại đây chính là bắt ba người thiên gia bọn họ đến đây sao? Bây giờ anh một khắc chút giận có từng nghĩ sau này sẽ thế nào chưa? Anh có biết đằng sau Trương gia có thiên gia? Đằng sau thiên gia có ai không? Tôi đương nhiên biết. Nhưng anh vẫn sẽ làm thế. Thứ nhất, báo thì cho ba vợ. Thứ hai, anh là vì công việc. Công việc ư? Anh biết trong mắt em anh chỉ là một tên lưu manh chỉ biết đánh đấm. Nhưng mà cái gì? Anh đừng nói với tôi anh là đặc vụ gì đó nhé. Loại thủ đoạn hèn hạ như vậy mà anh còn muốn lừa tôi hả? Lâm Phong, anh làm tôi thất vọng quá đấy. Tôi thật sự không ngờ tới. Anh bây giờ còn biết nói xạo. Anh không có lừa em, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Anh có thể hỏng. Anh có thể ra ngoài đánh nhau. Nhưng đừng có nói mấy lời để lừa trẻ con nó. Anh như thế này chỉ càng khiến tôi ghét anh thôi. Hiểu chứ? Anh có lừa em hay không? Ông ấy sẽ nói cho em biết. Đây là... Anh biết. Em có thể nghĩ rằng anh làm biển giả để lừa em. Nhưng mà cái này không thể lừa em. Đông Hoàng thực chất là đả kích mấy tổ chức bạo lực. Mà anh là người đứng đầu Đông Hoàng. 5 năm trước, sau khi cùng em lĩnh chứng đột nhiên nhận được lệnh cấp trên, phải tham gia một cuộc hành động bí mật. Vì để đánh lừa người khác anh đã nói dối là anh vào tù. Không ngờ một lần đi là đi liền 5 năm. Em xem đây là ấn của bọn anh không thể làm giả. 5 năm này, anh biết em phải chịu uất ức thế nào không hả? Mọi người đều nghị luận về em. Nghị luận về ba. Nghị luận về Tiểu Nhu. Mọi người đều bảo nhà ta là hố đen xã hội. Có người ngồi tù. Bọn hoi đều chửi bới nhà ta. Nhưng bây giờ em có thể nói với bọn họ rằng nhà ta không phải hỗn đản. Cũng không có người ngồi tù. Sau này khi Tiểu Nhu đi học viết về nghề nghiệp của ba, em muốn nó có thể tự hào mà viết. Ôn Nhu, anh xin lỗi. 5 năm này em vất vả rồi. Ba à, ba có thể an tâm đi rồi. Con rể của ba không phải tội phạm. Vốn dĩ lãnh đạo đối với phương thức nợ răng trả răng của cậu rất không vừa lòng. Hôm nay đến đây trao thưởng cho cậu, cũng là để đưa nghi phạm về để nhận phán quyết. Tôi biết cậu và đồng sự của cậu phải chịu nhiều ấm ức. Cũng biết những nỗi khổ gần đây của cậu. Tôi sẽ nói với người bên trên. Nghi phạm đã bị xử rồi. Tất cả anh em đâu? Dạ. Dạ. Dùng mạng của họ đưa tiễn lão ra.